và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Những người phụ nữ kiên cường nén đau buồn ở cạnh chăm sóc Mai Phương lúc cuối đời. Mẹ ruột MC Úc Thanh Vân, ca sĩ Trương Bảo Như đã luôn bên cạnh và dành sự thương yêu đặc biệt cho Mai Phương suốt gần 2 năm qua. Sự ra đi ở độ tuổi 35 của diễn viên Mai Phương sau thời gian điều trị ung thư phổi khiến gia đình đồng nghiệp và đông đảo khán giả đau xót. Trong suốt 2 năm chống chọi với bệnh tật, cô luôn thể hiện tinh thần lạc quan, dù bệnh trải qua nhiều giai đoạn chuyển biến xấu. Mẹ ruột luôn theo sát động viên Mai Phương trong gần 2 năm cô chống chọi với bệnh tật. Và để có một nghị lực đáng khâm phục như vậy, Mai Phương nhận được sự yêu thương và chăm sóc của những người phụ nữ đầy kiên cường. Ngay khi biết tin con gái bị bệnh, mẹ ruột đã tạm gác lại mọi công việc để ở bên cạnh cô. Những ngày đầu Mai Phương nằm ở bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh để điều trị theo phác đồ riêng, bà vừa chăm con vừa chăm cháu và liên tục đón tiếp các nghệ sĩ cùng mạnh thường quân đến thăm hỏi. Không giấu được sự mệt mỏi lo lắng trên gương mặt, nhưng khi trao đổi với truyền thông vào thời điểm đó, mẹ của Mai Phương vẫn giữ bình tĩnh và cho biết: "Sự việc xảy ra tôi không suy nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm giác như con mình đang ốm đau bình thường thôi. Khi nào ở một mình tôi mới rớt nước mắt, khóc không phải vì buồn mà tủi thân vì suy nghĩ, mình chỉ có một đứa con duy nhất mà nó lại bị vậy." Tôi cũng rất xúc động với tình cảm mà đồng nghiệp khán giả dành cho Mai Phương. Gánh nặng của mẹ ruột Mai Phương cũng được san sẻ khi nữ diễn viên nhận thiên thần áo trắng có được những người đồng nghiệp thương cô như ruột thịt. Ít ai biết rằng, ngay sau khi cầm trên tay kết quả kiểm tra sức khỏe và biết mình bị ung thư phổi, Mai Phương đã gọi điện thoại thông báo cho bạn thân là ca sĩ Trương Bảo Như. Vừa biết tin, Trương Bảo Như đã òa khóc nức nở. Nhưng khi bình tĩnh lại, cô đã cùng với mẹ ruột Mai Phương thay phiên nhau bệnh viện để chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ và thường xuyên tâm sự để nữ diễn viên không bị xuống tinh thần. Là người biết tin Mai Phương bị ung thư đầu tiên, sau đó Trương Bảo Như đã nén đau buồn để thường xuyên vào viện chăm sóc Mai Phương. Cùng với Trương Bảo Như, Úc Thanh Vân là cầu nối để thông báo tình hình sức khỏe của Mai Phương đến đồng nghiệp, công chúng trong gần 2 năm qua. Dù đã có tổ ấm riêng và là bà mẹ ba con, nhưng mỗi khi rảnh rỗi Úc Thanh Vân lại có mặt ở viện để động viên cô em gái vô cùng yêu quý. Chưa dừng lại ở đó, Úc Thanh Vân cũng chủ động trao đổi với các y bác sĩ và tự tìm hiểu các biện pháp tốt nhất để giúp Mai Phương bớt đau đớn trong quá trình bệnh chuyển biến không mấy tích cực. Những năm tháng cuối đời, đích thân Úc Thanh Vân đã đưa Mai Phương đi du lịch ở Bhutan và cả hai đã có nhiều kỷ niệm khó quên. Tối 28 tháng 3, Trương Bảo Như thay mặt gia đình Mai Phương và đồng nghiệp thông báo: "Mai Phương cách đây vài tuần có dặn dò tôi rất kỹ. Phương đã nguyện gửi ấm thân mình nơi Chúa Hội Thánh Tin Lành được 5 tháng, nên nếu Phương không qua khỏi thì sẽ được an táng theo các nghi lễ bên Tin Lành. Các nghi thức thờ cúng thắp nhang cầu siêu, Phương mong mọi người thông cảm mà miễn các lễ nghi này giúp. Đây là lời Phương dặn tôi sau khi mất, nên kính báo, mọi người yêu thương xin gửi lời cầu nguyện Phương được về với Chúa nhẹ nhàng siêu thoát." Thanh Thảo bị chỉ trích vô duyên khi khuyên tình cũ Mai Phương đưa con gái sang Mỹ chăm sóc. Mặc dù có ý tốt khi suy nghĩ cho tương lai của bé Lavi, nhưng Thanh Thảo lại phải hứng chịu những luồng ý kiến đa chiều. Tối 28 tháng 3, Mai Phương rút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Ngay khi tin tức lan truyền, nhiều khán giả hướng sự chú ý tới Phùng Ngọc Huy, người tình một thời của nữ diễn viên và là cha của bé Lavi. Những tin dữ về người cũ, Phùng Ngọc Huy lặng lẽ đổi ảnh đại diện và ảnh trang bìa mạng xã hội thành màu đen như một cách tưởng nhớ người xấu số. Có vẻ trong lòng anh lúc này rất rối bời do dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại Mỹ và Việt Nam. Phùng Ngọc Huy có lẽ sẽ không thể về nước kịp để nhìn mặt Mai Phương lần cuối. Động thái của Phùng Ngọc Huy sau khi nghe tin Mai Phương qua đời. Khi nam diễn viên đoạt ảnh đại diện và ảnh bìa, nhiều ngôi sao của làng giải trí cũng như khán giả vào bình luận chia buồn an ủi, động viên anh lúc này. Đáng chú ý nhất là lời tâm sự của ca sĩ Thanh Thảo. Sau tin buồn về Mai Phương, Thanh Thảo cho rằng Phùng Ngọc Huy nên đưa con gái sang Mỹ chăm sóc, như vậy mới có thể bù đắp được. Tâm trạng em lúc này khó chịu lắm phải không? Nghĩ tử là nghĩ tận, mà mình trong hoàn cảnh không thể về được. Thôi thì cố gắng thêm chút nữa để đưa con gái sang chăm sóc, có như vậy em mới có thể bù đắp được. Khi bé sang Mỹ thì mọi thứ sẽ tốt hơn cho bé. Em phải có trách nhiệm chăm sóc con gái thật tốt sau này nhé, Phùng Ngọc Huy, Thanh Thảo nhắn nhủ. Mặc dù có ý tốt khi suy nghĩ cho tương lai của bé Lavi, tuy nhiên quan điểm của Thanh Thảo lại gây ra tranh cãi. Bên cạnh những khán giả ủng hộ Thanh Thảo cho rằng Lavi không mẹ thì vẫn còn cha làm chỗ dựa, nhiều tài khoản mạng lại phủ nhận điều này. Tắt thẳng tên Thanh Thảo một tài khoản mạng gay gắt: "Ai cho cái quyền đem bé về nuôi? Khi bầu bì người ta đã chịu cảnh éo le, chịu bao nhiêu cực khổ để nuôi con.
khi người ta đau đớn trên giường bệnh cũng có một mình, giờ nằm xuống định đem con họ đi hả, ai cho cái quyền đó? Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng tỏ ra lo lắng cho LaVie, bởi nghĩ tới tương lai bé có thể phải ở với dì ghẻ. Họ cho rằng cô bé vẫn còn người thân tại Việt Nam và Phùng Ngọc Huy chỉ cần hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm chu cấp. Tuy nhiên cũng có tài khoản mạng bác lại. Con cái có ba mẹ vẫn là nhất, mất mẹ thì còn ba, chẳng lẽ không có ai hết mới vừa lòng. Dân mạng tranh cãi về quan điểm của Thanh Thảo. Mai Phương từng có mối tình đẹp với Phùng Ngọc Huy, bất chấp gia đình ngăn cản. Sau khi sinh con gái, cặp đôi bất ngờ chia tay. Phùng Ngọc Huy sang Mỹ xây dựng sự nghiệp. Xoay quanh cuộc chia tay là nhiều tin đồn, thậm chí nhiều người chỉ trích Phùng Ngọc Huy là kẻ phụ bạc. Tuy nhiên lúc sinh thời, Mai Phương chưa một lần lên tiếng dằn vặt hay oán trách người cũ. Cô không hiểu sao khi mình bị bệnh, cộng đồng mạng lại réo tên anh, dù hai người không hề có khúc mắc gì và anh cũng chẳng phải có trách nhiệm với cô. Chia sẻ trên báo, Mai Phương cho biết việc trở thành mẹ đơn thân cũng là do cô tự nguyện chứ không ai ép buộc. Hai người đã rẽ hai hướng, nữ diễn viên không muốn làm phiền đến cuộc sống của Phùng Ngọc Huy và mong mọi người cũng tôn trọng điều đó. Hết duyên nên Mai Phương chọn cách kết thúc nhẹ nhàng, coi Phùng Ngọc Huy là bạn và sẵn sàng giúp đỡ anh nếu có khả năng. Suốt cuộc đời mình, Mai Phương chỉ dành trọn trái tim cho một người, nam diễn viên Phùng Ngọc Huy, nữ diễn viên chưa bao giờ oán trách người cũ. Xót xa thấy con gái Mai Phương chăm chú nhìn mẹ lần cuối. Khoảnh khắc sinh ly tử biệt của con gái và mẹ khiến nhiều người không khỏi xúc động, xót xa đến nghẹn đắng trong đám tang. Nữ diễn viên Mai Phương qua đời vào tối 28 tháng 3, sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác. Thông tin này đã làm bao bạn bè nghệ sĩ và người hâm mộ thương xót đau buồn. Hôm 29 tháng 3, gia đình cùng đồng nghiệp tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ tại nhà tang lễ của một bệnh viện quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguyện vọng của Mai Phương, lễ tang của cô được tổ chức theo nghi thức đạo Tin Lành, bỏ các nghi thức thờ cúng thắp hương bái lạy. Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gia đình muốn giữ sự riêng tư hết mức có thể, không muốn tập trung mồ mào tối đa, chỉ 10 người viếng thăm một lần. Đáng chú ý là sự xuất hiện con gái Mai Phương trong tang lễ. Cô bé tên LaVie chưa tròn 7 tuổi, có lẽ do còn quá nhỏ nên LaVie chưa nhận thức được rõ mọi thứ đang diễn ra quanh mình. LaVie đứng lặng lẽ chăm chú nhìn vào di ảnh của mẹ, khoảnh khắc này khiến nhiều người không khỏi xúc động, xót xa đến nghẹn lòng. Khoảnh khắc này khiến nhiều người không khỏi xúc động và xót xa. Mọi người có mặt tại tang lễ đều xót xa cho cô bé 7 tuổi phải xa rời vòng tay mẹ quá sớm. Nhiều người vây quanh vỗ về thiên thần nhỏ. Sau khi nhìn mặt mẹ lần cuối, bé LaVie được người thân đưa về nhà. Những ngày còn nằm trên giường bệnh, Mai Phương vẫn luôn đau đớn khi nghĩ về con gái nhỏ. Tinh thần chiến đấu bền bỉ hơn một năm qua của Mai Phương có chăng cũng chính là vì con gái, sống được một ngày là còn kề cận bên con. Ông ngoại ôm LaVie vào lòng. Một số bạn bè thân thiết của Mai Phương như Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như, Trịnh Kim Chi sẽ cùng phụ giúp gia đình nữ diễn viên lo liệu tang lễ. Ốc Thanh Vân đeo khẩu trang, găng tay bảo hộ đến phụ giúp tang lễ. Ốc Thanh Vân và Trịnh Kim Chi. Bạn bè, người thân thẫn thờ trước sự ra đi của nữ diễn viên khi còn quá trẻ. Mai Phương đi rồi, cộng đồng mạng réo tên người cũ Phùng Ngọc Huy. Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, cư dân mạng đồng loạt tấn công trang cá nhân của Phùng Ngọc Huy để chất vấn nam ca sĩ. Vừa qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương từ trần sau hơn 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác khiến làng giải trí Việt bàng hoàng đau xót. Nhiều người không nén nổi xúc động khi nghĩ đến cô con gái nhỏ của cố nghệ sĩ. Bé LaVie từ nhỏ đã thiếu bóng cha, nay lại phải chịu thêm nỗi đau mất mẹ. Sau khi tin buồn về sự ra đi của Mai Phương được nhiều người thân bạn bè công bố, cộng đồng mạng bất ngờ nhắc đến nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy, người yêu cũ và cũng là cha của con gái Mai Phương. Hầu hết mọi ý kiến đều nuối tiếc và có phần trách móc khi giọng ca 8X không kịp về thăm nữ diễn viên lần cuối. Phùng Ngọc Huy và Mai Phương thổi còn mặn nồng. Cặp đôi từng chung tay tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con gái LaVie. Có khán giả mong Phùng Ngọc Huy có trách nhiệm bù đắp cho con gái ruột của hai người. Hy vọng anh sẽ thay chị Phương chăm sóc bé LaVie khôn lớn ngoan ngoãn. Người phụ nữ đau lòng nhất là khi bỏ đứa con mình yêu thương mà đi anh à. Không tình thì cũng còn nghĩa còn giọt máu của anh. Sau đây là những dòng bình luận của người hâm mộ, hầu hết đều có nội dung mong mỏi nam ca sĩ họ Phùng hãy nghĩ đến máu mủ của mình. Chỉ gửi anh một câu, bao nhiêu năm qua anh có bao giờ nhìn về phía chị và LaVie chưa? Em biết em hay mọi người sẽ không thể mở miệng trách anh. Em chỉ đứng ở vị trí khán giả yêu thích hai người mà hỏi anh để suy nghĩ một chút thôi, mong anh thấy comment này của em.
Hy vọng anh sẽ thay chị Phương chăm sóc bé La Vi khôn lớn ngoan ngoãn. Mong là anh sẽ thay chị Phương bù đắp tình cảm còn lại cho bé La Vi. Chị đi rồi, nhưng chắc chắn vẫn còn lo lắm cho bé La Vi. Hầu hết công chúng dành lời tiếc nuối cho cặp đôi và mong Phùng Ngọc Huy có thể bù đắp cho con gái nhỏ của mình. Trong diễn biến mới nhất, Phùng Ngọc Huy đã thay toàn bộ ảnh bìa và ảnh đại diện trang cá nhân của mình sang màu đen như một cách tưởng nhớ tình cũ sau khi biết tin Mai Phương qua đời. Bên cạnh những lời chỉ trích, nhiều người cũng có chút thông cảm với giọng ca họ Phùng khi trong thời gian hiện tại anh khó có thể đặt vé về Việt Nam với con gái và tiễn biệt người yêu cũ do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Hơn nữa, nhiều quốc gia trên toàn thế giới đã ban bố lệnh cấm mọi chuyến bay quốc tế giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng. Từ ngày bạn gái cũ phát bệnh đến nay, dù nam ca sĩ chưa thể từ Mỹ về Việt Nam thăm hỏi động viên hai mẹ con, nhưng Phùng Ngọc Huy cho biết anh vẫn nhắn tin hỏi han tin tức của Mai Phương. Tháng 8 2018, Phùng Ngọc Huy bất ngờ lên tiếng đính chính tin đồn bỏ rơi hai mẹ con Mai Phương để sang Mỹ định cư. Anh cho biết do mới sang sinh sống tại xứ cờ hoa nên chưa có điều kiện về Việt Nam thăm con gái. Huy nói điều này là thật tình, mong mọi người cảm thông cho Huy vì tương lai của bé La Vi. Hiện giờ khi việc bên Mỹ vẫn chưa ổn, Huy chưa thể về Việt Nam. Huy vẫn liên lạc với Phương mỗi ngày động viên và ủng hộ tinh thần cho Phương, khuyên Phương phải luôn kiên cường và giữ tâm thái tốt nhất để chống chọi với bệnh tật. Phùng Ngọc Huy chỉ có thể nhờ bạn bè giúp mình để ý quan tâm Mai Phương nhiều hơn. Bên cạnh đó, Huy cũng thường xuyên liên lạc với những người bên cạnh chăm sóc Phương để cập nhật tình hình sức khỏe của Phương và cuộc sống của La Vi. Phương hiện giờ đã tiếp nhận trị liệu nhưng vẫn khuyên Huy giữ gìn sức khỏe và đừng buồn vì những lời công kích không hay trên mạng. Ốc Thanh Vân cũng giải thích khó khăn của nam ca sĩ. Huy có nhắn riêng với Ốc, bạn ấy cũng muốn về nhưng không về được đâu các bạn, kẹt giấy tờ Mỹ xa xôi quá. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, các nước ban bố lệnh cấm bay, Phùng Ngọc Huy cũng khó có thể trở về nhìn Mai Phương lần cuối.